Thưa quý vị, ngay từ những năm đầu thành lập năm 2003, huyện Long Điền xác định một trong những nhiệm vụ cấp thiết là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Với phương châm giao thông đi trước mở đường, tạo nền tảng để phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là một trong những chương trình hành động trọng tâm qua 3 kỳ đại hội của Đảng bộ huyện Long Điền. 20 năm qua, do sự quan tâm, đầu tư đúng mức, giao thông Long Điền dần hoàn thiện, khang trang, kinh tế xã hội của huyện càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Trong điều kiện ngân sách hạn chế, huyện Long Điền đã xác định rõ danh mục các công trình giao thông đầu tư trọng điểm, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tích cực huy động nguồn lực từ các chương trình dự án. Giai đoạn 10 năm đầu thành lập huyện 2003-2013 là giai đoạn mà hạ tầng giao thông Long Điền được tập trung đầu tư xây dựng mạnh mẽ nhất. Nhiều tuyến đường trọng điểm được đầu tư cải tạo, mở rộng, kết nối giao thương với các địa phương trong tỉnh. Những tuyến đường trục chính, đường giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp, mở rộng và xây mới đã giúp kinh tế xã hội của địa phương phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân được nâng cao. Tôi ở đây lâu rồi. Hồi trước cái đường xá thì nó hẹp, xe đi lại thì nó hay bị ùn tắc, buổi tối nó hay bị tai nạn giao thông á. Thì bây giờ thì đường xá nó mở rộng ra thì thứ nhất là buôn bán ở tiệm em thì nó đi lại dễ, rồi nó thông thoáng được. Bên cạnh con đường này ngày xưa đó vô nhà tôi là hết, sau này sau nhà tôi là cánh đồng. Là cánh đồng ruộng lúa. Tôi cảm ơn nhà nước đã mở con đường quy hoạch số 20 này. Thì chạy lên đường Điện Nguyên Phủ của Long Toàn, thành thử ra bên tôi đi lên thành phố Bà Rịa rất là dễ dàng. Đó giờ là không có đường, chỉ có cái chỗ đây xong rồi xuống đây là xuống dưới biển. Đất trống đất bụng như là đất biển gì đó, động. Dạ mấy cây dương. Rồi bây giờ ở đây là người ta làm đường rộng, rồi có khách du lịch tới đây. Hồi đó không có đường thì vắng teo à. Dạ bây giờ thì đông vui, chiều không có khách. Hiện tại, huyện Long Điền có hơn 193 km đường giao thông, trong đó đường đô thị khoảng 120 km, còn lại là đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường đang được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, như tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Bình Châu, kết nối thành phố Vũng Tàu – huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc, với chiều dài gần 77 km, tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Đây là con đường tạo động lực, phát triển bứt phá cho ngành du lịch đô thị biển của Long Điền, cũng như của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngoài ra còn có tỉnh lộ 44B kết nối huyện Long Điền với thành phố Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, khởi công vào tháng 5 năm 2021, dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành. Huyện cũng đã đề xuất rồi tham mưu cho tỉnh trong cái giai đoạn này, rồi có cái dự án nâng cấp, rồi mở rộng cái tỉnh lộ 44B thuộc địa phận của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. Thì cái việc đầu tư của cái tuyến đường này nó cũng góp phần hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng để làm sao nhằm phát triển kinh tế xã hội của khu vực nói riêng và của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Trong tương lai, huyện Long Điền được quy hoạch là đô thị loại 3, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, là trung tâm dịch vụ du lịch lớn của vùng và là trung tâm dịch vụ thủy sản. Mạng lưới giao thông hoàn thiện không chỉ giúp Long Điền hoàn thành các mục tiêu quy hoạch mà còn tiếp tục thúc đẩy tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội lẫn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.